Công ty Sen Vàng chính thức giới thiệu buổi họp báo cho vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Miss World Việt Nam – Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua hai vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam – Miss World Việt Nam 2023, chính thức bắt đầu khởi động vòng chung khảo toàn quốc tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 với 59 thí sinh xuất sắc. Sau khi tập trung các thí sinh với nhiều hoạt động như nâng cao kỹ năng tập luyện, giao lưu cùng các hoa á hậu, thử sức chụp ảnh cùng sản phẩm. Với thông điệp vượt giới hạn chạm đam mê, các cô gái của Miss World Việt Nam 2023 đã thể hiện xuất sắc đúng tinh thần của những cô gái hiện đại. Đêm chung khảo toàn quốc được tổ chức vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 và sau đó chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 7 năm 2023 tại Maryland, Quy Nhơn.